Kênh Vĩnh Tế là một con kênh chảy qua địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Kênh đào song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc nối với sông Giang Thành, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay. Công trình đào kênh Vĩnh Tế kéo dài qua hai thời tổng trấn Gia Định Thành là tướng Nguyễn Văn Nhơn và tướng Lê Văn Duyệt. Có thể xem hai ông như là tổng chỉ huy của công trình. Tuy nhiên, người trực tiếp chỉ huy và được xem là người góp công nhiều nhất trong việc đào kênh là ông Nguyễn Văn Thoại, tức Thoại Ngọc Hầu, lúc bấy giờ là quan trấn thủ trấn Vĩnh Thanh. Theo Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, kênh Vĩnh Tế có chiều dài 87.340m, rộng 30m, độ sâu trung bình khoảng 2,55m. Tuy nhiên, trừ đoạn láng náo khẩu ca âm 7.650m và chiều dài sông Giang Thành 42.500m có sẵn, thì phần phải đào mới khoảng 37.190m. Ước tính trong 5 năm, các quan phụ trách đã phải huy động đến hơn 90.000 dân binh, tương đương 3.463.500 ngày công, khối lượng đất đào là 2.845.035 m3.